Hôm nay ngày 12 tháng 10 năm 2024, em Vũ, Toyota Hải Dương có bàn giao chiếc xe Toyota Yaris Cross đến anh Hải ở Tứ Kỳ, Hải Dương. Và ngày hôm nay em Vũ sẽ kèm anh Hải lái xe về nhà, cũng như là hỗ trợ đến quý cô chú anh chị các bạn, cũng như anh Hải về cách sử dụng chiếc xe Toyota Yaris Cross này ạ. Em xin phép là hướng dẫn hỗ trợ anh Hải quay lại cái video này để anh nắm được cách sử dụng cái chiếc xe Yaris Cross mà hôm nay anh nhận xe này. Thì trên vô lăng anh đang lái thì những cái vị trí như là P này là đỗ này, R này là lùi này, N này là số trung gian này, D này sẽ là đi như bình thường anh Hải ạ. D này hiện tại bây giờ là anh em mình đang đi ở chế độ D tự động bình thường. Ngoài ra thì còn có cái chế độ đổ đèo leo dốc nữa. Thì khi mà anh đang đi đê bình thường như này, ví dụ như là trước đây là cái cung đường đèo dốc ấy, thì anh có thể anh gạt cái sang cái này này, anh gạt cái này sang này. Mà hôm nãy thử em đã hướng dẫn anh rồi đấy. Thì anh đi này thì nó là xe cái số nó hiển thị ở trên 2 này, 3 này, đấy. Hoặc mình về 1 này, thì nó sẽ giật xe để mình đổ đèo leo dốc bình thường. Nhưng mà mình không đi như này nữa thì anh chỉ đi B, mình đang ở Hải Dương mình thì đường đồng bằng thì anh chỉ đi đê bình thường này thôi, không sử dụng đến cái chế độ ấy nữa. Tiếp theo ngoài ra ở trên vô lăng của anh nó có cái nút driver ở đây, anh cứ nhìn đường đây em chỉ thẳng nước mắt xuống nhìn em thôi. Anh bấm một nút đây thì trên cái chỗ cạnh cái nút D ấy, nó sẽ hiển thị lên cái chữ PWR, có nghĩa là power, có nghĩa là anh hiện tại là anh em mình đang lái ở cái chế độ thể thao. Bấm một nút nữa đây tắt đi này. Bấm nút này là đi bình thường. Còn nếu mà ví dụ như là mình mà đi lên, mình lên cái khu vực ví dụ như là anh em mình đi lên trên Hà Nội ấy, mà có cái kiểu như là tắc đường ấy, thì anh giữ nguyên nút này, driver này, thì nó sẽ về cái chế độ lái eco. Eco là khi mình đi tiết kiệm nhiên liệu, mình đi tiết kiệm nhiên liệu hơn. Nếu mà để đang đi mà anh muốn mà bấm cái màn hình này thì em đã kết nối Bluetooth không dây cho anh rồi, thì nó sẽ là kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Như điện thoại của anh iPhone đây thì là nó có cái sạc không dây, thì anh cứ để cái này vào đây là nó đang sạc cho mình nhỉ. Muốn xem camera 60 anh bấm này nhé, em quay lại này để lúc nào anh vào anh xem luôn này. Đấy, muốn xem camera 60 đấy cứ bấm vào đây. Mình đi thẳng thôi, đi thẳng hoặc rẽ trái đều được hết, đi thẳng đi anh ạ. Đấy, đi thẳng cho nó thoáng được. Đấy thì là anh bấm vào đây thì là cam 360 nó sẽ hiển thị lên trên. Về cơ bản thì là còn có những cái như là cảnh báo lệch làn đường này, thì cảnh báo va chạm ấy thì xe của mình nó hoạt động sẵn rồi. Xe của mình nó kích hoạt sẵn cái cảnh báo tiền va chạm em đã cài đặt cho anh rồi. Cảnh báo lệch làn đường, giữ làn đường, cảnh báo tiền va chạm là đã cài đặt rồi đây. Đấy. Phía trước có camera phạt nguội. Cái nắp cái camera hành trình này là khi nào mà có camera phạt nguội hay là quá tốc độ hay thứ gì thì là nó sẽ báo cho mình này. Anh lên một nấc này là rửa kính nha. Bên này này. Đấy, lên một nấc này là rửa kính nha. Lên một nấc này là rửa kính nhá, là cái nước ở trong khu rửa kính nó sẽ phi lên cho mình. Trời mưa thì anh gạt như này này. Gạt theo càng xuống dưới cùng thì nó là càng tốc độ nó càng cao. Lưu ý giúp em là đổ nước rửa kính này thì anh có thể là anh dùng hết cái nước này đi. Lúc nào mà hết nước thì anh có thể đổ nước sạch hoặc là đổ thêm cái nước rửa kính chuyên dụng. Anh tưởng nước rửa kính mua rồi. Đúng rồi, anh mua ngoài can. Anh có thể đặt trên mạng hoặc là đặt các thứ gì đặt trên mạng là nó cũng sẵn mà. Mình mua nước rửa kính chuyên dụng thì là nó sẽ có xà phòng này, nó sẽ trơn, nó sạch hơn. Đấy. Tăng giảm âm lượng đây này. Tăng giảm âm lượng đây này, đang nghe nhạc các thứ thì tăng giảm âm lượng các thứ thì mình tăng giảm âm lượng đây này. Chip này là quãng đường này. Chip A, chip B này. Đây là ví dụ như em bấm nhá, bấm A reset này. Anh đi đi. Đấy, thì là từ đi từ đây về nhà anh hết bao cây thì nó sẽ hiển thị lên là chip A. Đấy là đo quãng đường nhá anh Hải nhá. Bắt đầu mình muốn xem tổng order bao nhiêu cây số này, xe của anh order là 13 cây này. Đây xe mới nhá anh nhá. Đấy. 13 cây này. Điều hòa đây thì anh cứ lái xe đi, em quay lại em hướng dẫn cho anh. Điều hòa đây là tăng gió này, tăng gió giảm gió bên đây này, tăng gió giảm gió đây này. Đây là điều hòa là AC này, là bật điều hòa này, tắt AC đi thì nó sẽ chỉ có quạt gió thôi này, bật này. Đấy, gió trong gió ngoài bấm vào đây này, anh cứ lái xe bình thường. Xây kính trước bấm vào đây này, xây kính sau này,
sấy kính trước này, sấy kính sau này. Đấy. Đây nhiệt độ nóng lạnh ấy. Nhiệt độ nóng lạnh nhé anh ấy. Chỉnh gió này. Ở đằng sau cũng có kiểu cửa gió đằng sau chị ạ. Đấy, cửa gió sau. Anh đi thẳng lên trên như thì là mình đi thẳng tiếp ra cầu Phú Thảo hoặc là mình rẽ trái đều được, đều ra về Thứ Kỳ được hết anh ạ. Tập trung lái xe. Cơ bản nó cũng đơn giản thôi, chả có gì cả. Auto hold thì khi mà thắt dây an toàn thì anh bấm mấy kích hoạt auto hold, nó sẽ hiển thị ở trên màn hình đa thông tin, nó sẽ có chữ HORD hold, thì có nghĩa là kích hoạt cái auto hold của anh là giữ phanh điện tử tự động. Chạy thẳng thì thắng hơn, chạy thẳng cái đường to thì thắng hơn. Anh cơ bản là lái mới nhưng mà cũng thuần xe, cũng nhanh biết đi thôi. Đấy, vừa rồi là cảnh báo điểm mù ở trên gương đấy, là có xe ở trong khu vực điểm mù của anh, nó sẽ báo âm thanh vào trong xe cho mình. Đấy, bên này đấy, anh xi nhan, anh xi nhan thì nó sẽ báo. Nếu mà anh không xi nhan thì cái đèn này nó chỉ sáng lên thôi. Còn nếu mà anh xi nhan ra hướng này mà lại có xe ở trong cái hướng bên phải của em này đang đi đây này, thì nó sẽ tút 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 kêu âm thanh vào trong xe cho anh. Cơ bản em giới thiệu anh cái điều hòa rồi này, gạt này, còn nó đèn pha này, đèn pha thì ở bên đây này nó đang ở cái mức là mức dưới cùng. Em kích hoạt auto đấy, đến đèn đỏ anh dừng lại phát là nó sẽ giữ phanh tự động cho anh. Anh để vẫn để đê thôi, nó không trôi nữa. Đây anh đạp thử luôn đi, đạp thử luôn này, đạp thử luôn, đạp chết lại rồi anh nhả phanh ra. Đấy, nó không trôi, mớm ga lên nó lại đi. Đấy là mình kích hoạt auto ở đây nhá anh nhá. Nếu mà anh không kích hoạt auto này là anh về đây anh nhả phanh ra phát là nó trôi xe ngay anh Hải ạ. Điều kiện áp dụng để kích hoạt auto là phải tắt dây an toàn, nhiều ý cứ lên xe là anh tắt dây an toàn giúp em. Đèn pha thì đang để chế độ, đây là chế độ dưới cùng, đây là chế độ đang là chế độ là tắt đèn pha. Nếu thường thường ra thì như em thì em hay để chế độ này, auto này. Auto nghĩa là gì? Auto nghĩa là khi mà anh nhìn trời sáng nó tự động nó tắt đèn, bởi vì nó sẽ sử dụng cái cảm biến ở trên đây này, nó tự động nó tắt đèn đi anh ạ. Đấy, thì khi mà buổi tối cái nó sẽ cảm biến, nó sẽ nhận biết được là trời tối, nó sẽ tự động nó sáng lên, anh đi thì nó cứ tự động thôi, tức là trời sáng thì nó sẽ tắt đèn anh Hải ạ. Thì anh nên để chế độ auto. Đấy, xi nhan thì gạt lên gạt xuống thì nó cũng đơn giản thôi, anh biết rồi. Đấy, em không giới thiệu anh nữa. Chuyển kênh chuyển bài đây, vào nhạc đi. Vào nhạc gần đây. Những bài hay nhất của Tuấn Hưng này. Không thích chứ thì nick bài đây này nhỉ. Và sau quãng đường hơn 20 phút di chuyển thì em Vũ đã về đến nhà của anh Hải. Nhà anh Hải rất là rộng, vườn cây và ao cá, nuôi rất nhiều các cái loại cá, và anh Hải có cho cá ăn. Thì em Vũ thấy là có rất nhiều các con cá chấm cỏ rất là to ở vườn nhà anh Hải. Anh Hải có mời em Vũ ăn cơm trưa, bởi vì bây giờ về đến nhà anh Hải cũng đang rơi vào 12 giờ trưa rồi ạ. Cá và chim cũng như là cây cảnh cũng là sở thích của em Vũ. Anh Hải cũng có chia sẻ hôm nay cũng tặng cho em Vũ một chú gà trọi rất là đẹp, dòng gà Ô Tê Ninh. Và trong hai con gà tơ của anh Hải đưa cho em Vũ lựa chọn thì có chọn được một con gà tía chân vàng. Đấy, đây là chỗ mà anh Hải nuôi gà này. Anh Hải là người hay đúc gà này, đam mê gà cá này cũng như là cây cảnh. Hôm nay anh Hải có cho em Vũ, kỷ niệm cho em Vũ một con gà rất là đẹp, dòng Ô Tê Linh. Em Vũ xin trân trọng cảm ơn anh Hải, tình cảm của anh Hải và gia đình đã dành cho em Vũ, Tô Tà Hải Dương. Đấy, đây mời cô chú anh chị và các bạn là xem hai con gà trọi của anh Hải này.
Đấy, rất là đẹp ạ. Dòng ô Tây Ninh, nếu mà cô chú anh chị các bạn mà ai có chơi gà thì cũng để biết được cái dòng gà của anh Dương BM ô Tây Ninh này, rất là đẹp. Vâng, đấy, đây là con gà em Vũ lựa chọn này. Anh Hải có chiều theo sở thích của em Vũ và có tặng em Vũ con gà tía chân vàng này, rất là đẹp. Thay mặt đại lý Tota Hải Dương, em Vũ xin gửi lời cảm ơn anh Hải và gia đình đã tin tưởng lựa chọn Tota Eris Cross làm người bạn đồng hành trên mọi hành trình phía trước. Em Vũ xin thay mặt đại lý Tota Hải Dương chúc anh Hải và gia đình luôn luôn mạnh khỏe, bình an, lái xe an toàn và cả lái được nhiều thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Chúc anh chị luôn luôn hạnh phúc và gặp may mắn ạ. Em Vũ xin trân trọng cảm ơn ạ.